Và bây giờ thì các bạn sẽ có một phút. Chúng tôi xin gợi ý, vâng, đây là một ca sĩ bước ra từ một cuộc thi ở Việt Nam. Đúng rồi. Tóc dài đúng không? Đúng rồi. Khi ngắn khi dài. Khi ngắn khi dài. Da trắng đúng không? Đúng da, rồi. Da. Người Việt Nam chứ là người gì? Việt Nam Idol đúng không? Đúng rồi. Phải cô này hát lúc mới yêu đúng không? Đúng rồi. Dạ, đó là nữ ca sĩ Phương Vi. Chào bạn. Dạ, bây giờ tụi con xin đại diện cho đội 2000 con cảm ơn Phương Vi đã tới với chương trình. Phương Vi là quán quân đầu tiên của Việt Nam Idol mùa đầu tiên. Mà đặc biệt một điều là ngày xưa mình có tiếng hát truyền hình, mình có Sao Mai Điểm Hẹn, là những cái cuộc thi mà để tôn vinh chính thống á. Chính thống mà những người mà thi cái đó thường là giọng hát phải rất là khủng. Nhưng mà Việt Nam Idol về Việt Nam lần đầu tiên là mang một cái format là tôi không quan trọng là bạn hát giọng khủng hay không, quan trọng là bạn có cá tính âm nhạc hay không. Phương Vi là quán quân đầu tiên của Việt Nam Idol mùa đầu tiên. Chuẩn luôn. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này tôi thích ở chỗ là gì? Các đội trưởng của chúng tôi nói thay cho chúng tôi cả. Và cảm ơn tất cả khách mời, cảm ơn các đội trưởng đã giúp tôi làm những công việc mà đáng lẽ tôi phải làm. Cảm ơn Thanh Duy rất nhiều. Và các bạn đã xứng đáng được 5 điểm, chắc chắn rồi. Cảm ơn Thanh Vân. Phương Vi là một người ca sĩ rất là đặc biệt. Đã nhiều năm trôi qua nhưng người ta vẫn nhớ đến đêm chung kết. Em đã thuyết phục tất cả khán giả như thế nào? Em cảm ơn chị Hiếu. Vâng. Phương Vi, bạn đang có mặt trong chương trình Ký ức vui vẻ. Có một câu hỏi nhỏ là bây giờ đứng tại chương trình này thì chắc chắn là bạn cũng sẽ lại có những ký ức nữa về trong bạn đúng không? Khi mà Duy gợi ý cho trong những cái từ khóa về Vi thì phải nói là tất cả những cái hình ảnh nó lại hiện lại trong lòng của Vi, và có một cái điều gì đó nó làm cho Vi rất là xúc động, tại vì cũng hơn 10 năm đi hát rồi ạ. Phải nói là đó là một cái bước đường đầu tiên, một cái viên gạch đầu tiên mà Vi đặt trên cái con đường âm nhạc của mình. Và cái viên gạch đó là cái viên gạch bắt đầu cho tất cả mọi cái hạnh phúc của Vi sau này. Cho nên là rất là cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã luôn nhớ tới Vi. Và rất mong là Vi sẽ có thêm thật nhiều những cái cơ hội nữa, mang đến cho thật nhiều những cái ký ức đẹp gắn liền với âm nhạc đến cho tất cả quý vị khán giả của Vi ạ. Lại cái bà gạo nếp gạo tè. Xin mời. Cô Vân cũng theo dõi Việt Nam Idol và cô chị yêu, chị yêu cái hôm chung kết Việt Nam Idol đó, là lúc đó sân khấu mình đang diễn, mọi người diễn chạy ra chạy vô, đi ra để cổ vũ đó, chạy ra chạy vô để cổ vừa xem đó. Wow. Đến cảnh của mình lại đi ra ngoài để diễn, và lúc mà biết là Vi thắng muốn nói có gì điều đó, hả chị? Có nghĩa là theo dõi cái cô bé này và ủng hộ mà một cách là ở trong bóng tối vậy đó. Và khi mà Vi được quán quân một cái là mọi người sung sướng làm như giống như là con đẻ nhà mình vậy đó, vui lắm luôn. Vâng, bây giờ thì một bài hát sẽ vang lên để phục vụ cho tất cả, thay cho những lời mà Phương Vi muốn nói. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người. Đừng để ngày mai nếu như tôi phải ra đi, tôi chẳng làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người. Đừng để ngày mai nếu như tôi thành mây khói, chẳng làm sao tạ lỗi của người. Come on, dội dàng nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Dội dàng nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Yeah. Nếu có yêu tôi thì đến với tôi bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người. Đừng để ngày mai nếu như tôi phải ra đi, tôi chẳng làm sao nói lời tạ ơn.
ơn. Cô tốt với tôi, thì tốt với tôi bây giờ. Đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người. Đừng để ngày mai nếu như tôi phải ra đi. Cát bụi làm sao mà biết nụ cười rộn ràng nỗi đau trái mơ, nghẹn ngào nỗi vui. Rộn ràng nỗi đau trái mơ, nghẹn ngào nỗi vui. Rộn ràng nỗi đau trái mơ, nghẹn ngào nỗi vui. Rộn ràng nỗi đau trái mơ, nghẹn ngào nỗi vui. Cảm ơn các anh chị và các cô chú rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều Phương Vy. Thưa quý vị, sau hai vòng thi, điểm số của các đội tạm thời bây giờ như sau ạ. Thập niên 70, thập niên 90, thập niên 80, ba thập niên các bạn có 10 điểm cho mỗi đội. Xin chúc mừng. Yeah. Thập niên 2000 và thập niên 60, mỗi đội có 15 điểm. Xin chúc mừng. Vâng, bây giờ thì chúng tôi muốn chuyển qua thập niên tiếp theo. Đó là thập niên 90. Xin mời. Thập niên 90, chúng tôi lại muốn đề cập tới những bộ phim của nước ngoài chiếu ở tại Việt Nam. Những bộ phim như là Tiểu Long Nhân, Thuyền Trưởng Sinbad này, Cô Gái Đại Dương, Ô Xin, Hoàn Châu Cách Cách, vân vân. Những cái phim đấy chắc là nó gợi lại trong các bạn ở thập niên 90 nhiều thứ lắm, đúng không? Dạ. Yeah. Bản thân em tôi còn nhớ cái bài mà Tiểu Long Nhân Ô Xin cho. Dạ, rồi. Còn cái bài trong Hoàn Châu Cách Cách. Khá là phù sĩ khá là hoa nà mù nì khá là quán nà hì nà mày chén sâu chén chủ sâu. Chắc làm tiểu ấn tượng lắm. Hồi đó nhà mua lồng đèn á, là gỡ ra hết, lấy mấy con rồng phượng, rồi có mấy cái tua rua là gắn lên đầu, chăn mền là chùm lên người để mà làm công chúa. Rồi cắt cắt mấy cái hộp bánh trung thu của mấy con rồng, mấy cái dáng nó đi kiếm mới làm Thượng Phương Bảo Kiếm này kia đó. Và nó nóng đến mức mà ban tổ chức phải tìm cách để thu hút khách hàng của mình bằng cách mời chính là hai cái nghệ sĩ nổi tiếng trong phim đó về Việt Nam để giao lưu với khán giả Việt Nam luôn. Và Thanh Bạch có cái cơ hội để giao lưu cùng Triệu Vy và Lâm Tâm Như. Triệu Vy và Lâm Tâm Như. Vâng, bây giờ còn những bộ phim này nữa ở cái thời kỳ này, thập niên này nó cũng rất là thu hút được khán giả của màn ảnh nhỏ. Đó là Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Đấy là một cái bộ phim dài tập. Họ có những cái nhân vật mà lúc đầu họ chỉ là những đứa trẻ thôi, về sau lớn lên thành những cô gái. Và cái bộ phim nó vẫn kéo dài không bao giờ hết. Và cái thời điểm đó là thời điểm lần đầu tiên đưa phim nước ngoài vào Việt Nam. Lan Hương và Đỗ Kỷ, ông chồng mình, là một trong những người đầu tiên lồng tiếng Việt vào phim nước ngoài tại Hà Nội. Vâng, yeah. Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên này, rồi Ô Xin. Đầu tiên là Ô Xin, sau đó là rất là nhiều những cái phim cái này đó. Có lồng không? Có, tất cả những cái này có lồng. Và có cả những cái vai mẹ và vai bà. Thường là bao giờ cũng phải lồng một vai trẻ và một vai già. Bởi vì cái người lồng tiếng hồi đó rất là ít. Vâng. Đấy là những người trực tiếp tham gia vào những bộ phim này. Những bộ phim mà nó hút khán giả kinh khủng luôn. Trang Nhung, bạn còn nhớ gì về cái bộ phim đấy không? Hay là suốt ngày chỉ có lo chuyện chồng con thôi? Anh ngồi với anh Long thì toàn làm giật mình, xong toàn làm trêu em cười không ạ? Thực sự thì cái thời gian của em đúng như anh Sâm nói, thời gian xem phim của em rất là ít. Và cái ấn tượng của em chỉ nhớ được những cái hình ảnh của bộ phim thôi. Ví dụ nhắc là Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên thì cái hình ảnh đó nó hiện ra là cái thảo nguyên xanh với ngôi nhà nhỏ xíu và rất là đẹp. Hết. Người ta thì có câu là nghe nhạc hiệu đoán chương trình, thế còn đây là nghe tên phim và đoán nội dung. Vâng. Cứ thế tên phim thế thôi, và nghĩ ngay đến cái Ngôi Nhà Nhỏ và Thảo Nguyên, đơn giản vậy thôi. Vâng ạ. Một loạt những cái series phim truyền hình vào thời đó nó đã làm cho người xem, người mê điện ảnh, nó thức dậy nhiều thứ lắm. Tất cả những dòng sông đều chảy nè, rồi Ô Xin nè, rồi Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Mà đặc biệt là Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên lại người ta chú ý đến nhân vật chính, không phải là người bố, không phải là người mẹ, mà là đứa con gái nhỏ, đứa con gái út ở trong phim này.
giữa cái sự tốt bụng và cái hiền lành của người mẹ và người cha đôi khi hơi thủ cụ một chút, thì chính cô ấy đã đem lại những cái tư tưởng tích cực nhất. Và cô ấy sáng bừng lên trong phim, mặc dầu là về cái hình thức á, thì cô ấy nó chỉ ngộ nghĩnh thôi, nhưng mà cái người diễn viên này nó đã tạo cái dấu ấn rất là lớn cho ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên. Và tôi thấy chương trình đưa lên rất là thú vị và tôi rất là mê phim này. Vâng, lúc mà em xem bộ phim này là em chưa có vướng bận chồng con gì cả, chỉ là một cô bé nhỏ, cho nên là những ký ức đẹp đẽ về bộ phim này tới bây giờ mình vẫn nhớ. Không nhớ được tất cả những cái tình huống trong phim vì phim quá dài, nhưng mà hình ảnh của các nhân vật, hai chị em, cô chị rất là đẹp, cô em thì lém lỉnh. Cái nhân vật đấy nó tạo ấn tượng cho khán giả mạnh đến mức mà khi nhắc đến cái bộ phim đấy là người ta nghĩ ngay hình dung, thậm chí còn nhớ cả cái gương mặt của cái cô bé này, những cái hành động của cô bé này ở trong đó. Và đó cũng chính là câu hỏi mà chúng tôi sẽ hỏi đây này. Câu hỏi của chúng tôi: nhân vật chính của bộ phim Cô Bé Laura để kiểu tóc nào sau đây? A. Giấu tóc vào trong nón. B. Cột tóc hai bên. C. Thắt bím hai bên. 5 giây dành cho các đội, bắt đầu. Tất cả các đội đều chọn là C, đúng không? Và chúng ta sẽ xem đáp án là gì. Đó là C. Xin chúc mừng cả 5 đội. Mỗi đội có thêm 5 điểm. Phim không chỉ nói gì một gia đình dễ thương, một khung cảnh đẹp. Họ là một cái hạt giống tốt để lan tỏa cho tất cả người trong làng. Tức là có rất là nhiều câu chuyện ở trong làng, nhưng mà gia đình này họ giải quyết được hết. Và họ là những nhân vật mà tự nhiên người ta xem xong người ta muốn được sống và được yêu đời và được hạnh phúc giống như họ vậy. Người ta không phải ngẫu nhiên mà nói rằng là gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình nó như thế nào thì xã hội nó sẽ như thế, đúng không chị? Dạ. Và đấy là cái tính triết lý rất cao của cái bộ phim này. Ngôi nhà nhỏ nhưng mà ý nghĩa của nó không hề nhỏ một chút nào cả. Chúc mừng cả 5 đội đã có mỗi đội thêm 5 điểm qua phần thi vừa rồi.